Có vẻ gì như là khi mà anh đăng một cái bài trả bài trên Facebook là một làn sóng dư luận đã bầu nổi lên đúng không ạ? Thế nhưng mà không sao cả, tóm lại là mình học là do mình đúng không? Và họ nói thì họ cứ nói, còn việc mình làm mình vẫn cứ làm. Sau khi mà mình học kết thúc một khóa, mình có sự thay đổi nhất định thì mình sẽ phải tự so sánh bản với chính bản thân mình. Để cái điều đấy là điều quan trọng đúng không ạ? Họ có xuất điểm, mỗi người sẽ có một xuất phát điểm khác nhau. Còn cố gắng thì sẽ do nỗ lực của từng người. Thì hôm nay em sẽ trả bài cái bài phát âm the của anh đúng không ạ? Trước khi mà mình trả bài thì mình ôn tập một xíu trước khi trả bài nhá. Đó là cái âm này hôm trước mình học, đó là hai âm âm và âm v. Rồi hai cái âm này được chưa? Hai cái âm này thì khác nhau thì cái gì? Hai âm này khác nhau hay là giống nhau, và nếu mà khác nhau thì khác nhau cái gì? Thì anh có thể nhìn lên đây giúp em nhá. Rồi được chưa? Đây mình có hai âm này. Thì hôm trước em mới bảo anh là về nhà anh ôn lại cho anh cái âm âm bên tay trái này trước đúng không ạ? Là âm hữu thanh, được chưa? Rồi thì hai âm này cách đặt khẩu hình miệng thì giống rất giống nhau, mình có 3 bước thôi ạ. Bước đầu tiên là mình sẽ cắn lưỡi, được chưa? Bước thứ hai là mình sẽ thổi hơi ra, và bước thứ ba là rụt lưỡi vào, được chưa? Thế tuy nhiên là nó sẽ khác nhau là một âm hữu thanh, tức là dây thanh quản của mình có rung, đó là âm bên tay trái của mình, là được chưa? Là âm. Còn âm bên tay phải là âm hữu thanh, được chưa? Là âm. Bên tay trái là âm hữu thanh, sorry chị, là có rung, được chưa? Bên tay phải là âm vô thanh, tức là không rung, được chưa? Rồi thì mình sẽ tập phát âm cái âm bên tay trái trước, là âm hữu thanh trước nhá. Nào, cắn lưỡi này. Phát âm ra này. Rụt lưỡi vào này. Được chưa? Chỉ có 3 bước vậy thôi. Nào mình luyện cùng em nhỉ. Một lần nữa nào. Được chưa? Lần nữa nhá. Cho lưỡi ra nào. Ok, rõ chưa ạ? Chỉ có vậy thôi ạ. Và mình luyện cơ lưỡi này. Luyện cơ lưỡi nhá, để cho nó quen cái việc là mình phải đẩy lưỡi ra ngoài trước khi mình nói cái âm này. Được chưa? Luyện cơ lưỡi bằng cách gì ạ? Đẩy ra thụt vào, đẩy lưỡi ra thụt lưỡi vào, đẩy lưỡi ra thụt lưỡi vào. Được chưa? Được. Được chưa? Cho lưỡi ra và thụt vào, không tạo cho âm d nhá. Âm d là sau khi mình thụt lưỡi vào nó tạo ra cái âm đó, chứ không cố tình tạo ra, được chưa? D, 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 d. Anh làm theo em nhé. D, 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 d. Được chưa? Làm chậm này. D, d, d. Cắn lưỡi này. D, 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 d. D, 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 d. Được chưa? Để quen với khẩu hình miệng của mình. Rồi bước tiếp theo là mình sẽ đọc âm này, được chưa? Đọc 3 lần, sau đó kết thúc với âm đằng kết với âm đằng sau cái từ đầu tiên. D, d, this. Được chưa? Rồi, được chưa? Bây giờ mình sẽ nghe anh phát âm xem như nào nhá, để mình chỉnh từng âm này. Được chưa? Ok, cái vấn đề của mình là gì? Mình đang cố gắng tạo ra chữ thờ, mình đang bị nhầm âm. Cái chữ thờ là chữ bên này, còn chữ bên này là chữ t. Được chưa? Mình cố gắng tạo ra, thế nên là nó sẽ bị nghe nó rất là nói chung là chưa chuẩn lắm. Được chưa? Mình sẽ cố gắng nhá. Không cố gắng tạo ra âm thanh gì cả, bởi vì khi mình đặt khẩu hình miệng chính xác thì nó đã vô tình tạo ra cái âm đấy rồi. Mình không đọc là thờ 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 đúng không? Mình sẽ đọc là cái âm bên này là âm giờ tạo ra âm hữu thanh, tức là nó sẽ rung, sẽ có dây rung dây thanh quản như này ạ. Z, 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 z. Đúng không? Anh có thấy không? Tức là khi mà em cho lưỡi vào thì tạo bản thân nó đã tạo cái âm giờ đó rồi. Được chưa? Và khi mình kết này, this, nhớ ending sound giúp em, cái âm này âm s ở cuối từ, anh có nhìn thấy không ạ? Yes, this. Tiếp âm tiếp theo này. Thơ, 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 đêm. Được chưa? Ok, mình sẽ là gì ạ? Then. Ừ, được.
Van, hình dung ạ, tức là anh cứ thổi hơi ra thôi, không tạo ra chữ gì hết. Van, được chưa ạ? Tiếp âm tiếp theo nhá. Thờ, 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 đưa. Rồi, từ thứ ba này là the, e và r, đúng không ạ? The, e và r, tức là the rồi âm r nữa, ông r mình không đọc giống như vậy là r mà là được chưa? Rồi, và mình đọc cái âm này là there, được chưa? Nào lại em nhá. There. One more time. There. 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 Hình dung ạ. Ok, next. Tiếp theo nhá. Bây Rồi. Tiếp theo là cái từ này, cái âm thờ của mình ấy, nó sẽ nằm ở cuối từ. Được chưa? Mình vẫn phát âm trước đó để luyện cơ miệng này, cơ lưỡi này. The. Ba lần. Tiếp theo nhá. Cái âm A, mình đọc là A. A. Được chưa? B-A-B. -b, đúng không? Và thêm chữ the cuối cùng nữa. Và mình đọc cái từ này là bathe. Hình dung ạ. Bathe. Đó, tức là bay rồi anh nói rồi anh thả kéo lưỡi vào, thế là tự phát âm ra được ạ. Bay. Yes, từ này tức là bay rồi cho lưỡi ra rồi thổi hơi rồi cho lưỡi vào. Bay. 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 Great, tiếp. Thờ bởi Rồi, tương tự cái từ này là âm y dài đấy ạ, y, anh phát âm là y cho em nhé, y, và lưu ý cái âm y dài này mình sẽ cười lên nhé, y, đúng không? Và mình ghép với từ br, 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 và âm đó là xong, mình ghép này, breathe, 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 breathe. Đó, hình dung ạ. Ok, thờ we out rồi, cái từ without này nhá. Rồi, tương tự, mình sẽ nhấn trọng âm tiết thứ hai là out, out, au ở đây đọc là au, au ấy, au, au, hình dung ạ, au, đó, và mình đọc là vowed. Được chưa? Mình đọc cái âm nhấn trọng âm trước nhá. Vowed. Vowed. Rồi, cái âm w i w này nó sẽ không được nhấn trọng âm, cho nên nó đọc cái âm w. W, tiếp thêm dấu huyền vào. W. 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 Được chưa? Và mình đọc cái từ này là without. Without. Rồi, ok, without. Without. Next. Thờ father Rồi, cái từ father này đọc khá đúng. Ok. Mình cũng luyện như vậy nhá. The. Sorry, mình cũng luyện như vậy nhá. Father. 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 Được chưa? Great. Next. Thờ weather Ok, next, từ này này. Từ thời tiết đúng không ạ? Where được nhấn trọng âm. Thế nhưng mình đọc là where. Where. Rồi thứ hai, chữ the, r thì đọc là bình thường ạ. The. The. Đọc nối cả hai từ là where. The. Weather. Where. The. Where. The. Được chưa? Where rồi cho lưỡi ra rồi thụt lưỡi vào. Where the. Where the. Where the. Ok, great. Next one. Thờ. Thờ.
Together. Cái từ này mình không đọc là together nhá. Yes. Tớ tơ mà anh có nhìn thấy âm ơ không ạ? Được chưa? Tớ tơ đúng không ạ? Và không được nhấn trọng âm đọc cả. Tờ. Tờ. Thêm dấu huyền vào. Tờ. Tiếp theo âm ghé đúng không ạ? Ghe nhưng mà thêm dấu sắc cho em nhá. Ghé. Ghé. Được chưa? Tiếp. Âm the giống âm trên thôi ạ. The. 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 Rồi. Mình đọc hai âm cuối trước này. Ghé. The. Repeat after me. Gather. 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 Great. Right. Rồi, thêm cho âm tờ ở trên này. Tờ. Gather. Tờ. Gather. Together. Được chưa? Đọc nhanh này. Together. 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 Great. Tiếp, từ lời cuối cùng nhá. Tha clothing. Ok, good. Cái câu này không phải clothing mà là clothing. Ok, rồi tương tự O này, âm O này. O O. Mình đọc là clo. Nhưng lời nhấn trọng âm sẽ đọc cao hơn là clo clo clo. Tiếp the y ngờ thì mình đọc là Vinh, Vinh, Vinh. Để chưa? Đọc nối vào là Clo, Vinh. Để chưa? Clo, Vinh. Clothing, 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 Clothing. Ok, được chưa? Good job. Rồi. À, nói chung là vấn đề của mình hiện tại buổi đầu tiên chỉ là cái khẩu hình miệng thì mình cần phải điều chỉnh một xíu thôi. Thế nên là anh lưu ý sẽ điều chỉnh lại giúp em cái khẩu hình miệng được chưa? Chỉ có thế thôi ạ. Còn cái âm này là dĩ nhiên là âm khó rồi, mình không thể luyện một buổi là xong được luôn. Ok, that's it. À, hy vọng là những buổi sau anh sẽ làm thật tốt hơn nhá. Và nhớ trả bài cho em và mặc kệ miệng lưỡi thế gian nói gì thì hãy kệ họ. Việc của mình thì mình vẫn làm. Ok, that's it for today. Thank you for watching my video. See you next time. Bye.